bây giờ đã là 12 giờ rồi và Tiên sẽ up. Thì tuần này Tiên sẽ làm một cái video của working week của Tiên như thế nào. Ok, bây giờ Tiên sẽ đi ăn nha và sẽ làm tiếp. Tiên tưởng là phải đợi mọi người. Ủa sao mà làm tóc mà quá trời luôn mà không wake up vậy? Thì hôm nay á, Tiên cứ sợ là mọi người rất là trễ cho nên là Tiên đã hẹn mọi người là phải đến đúng giờ. Tại vì lát nữa Tiên phải có một cuộc họp nữa, cho nên là Tiên phải bắt mọi người đi. Mọi lần trước Shane nha mọi người, Shane với Nguyên trễ 1 tiếng rưỡi. Nguyên trễ, tại vì đi với Shane. Đi đâu 1 tiếng rưỡi? Nửa tiếng ạ. Không dám, 1 tiếng đồng hồ. Hẹn 7 giờ 8 giờ mới tới. Đó, của mọi người thì là hẹn 7 giờ 8 giờ tới là ok rồi mà. Ok mà tới 7 giờ. Ok mọi người, bởi vậy miss always trễ giờ. Cho brand của tụi mình rồi. Wow. Thì bây giờ Tiên sẽ skincare nha mọi người. Skincare chung với Khâu. Ok mọi người, nhưng mà hôm nay cái người mà review skincare ngày hôm nay không phải là Tiên mà sẽ là Khâu. Oh my god, my god, my god. Nhìn sân chơi lại cho bạn trai. Ok. Thì rồi thì thông thường á mọi người sẽ thấy Tiên review về skincare đúng không? Nhưng mà hôm nay sẽ có một nhân vật mới, đó chính là Ok bạn. Ok thì như mọi người đã biết, Kyle đã về Việt Nam được 3 hoặc 4 tháng rồi đó. Nhanh không? Nhanh. Thì cái lúc mà Kyle mới về á thì da của Kyle rất là nhạy cảm với khí hậu ở Việt Nam. Không biết nữa kiểu. Nó không quen á, không tại vì nó nóng quá. Yeah, kiểu Kyle nghĩ là thời tiết Việt Nam khá là nóng á nên da Kyle lúc đó nổi quá trời bụng luôn á. Rồi cộng thêm Kyle á, ngày nào cũng ăn bánh mì buổi sáng. Lúc đó da mặt của Kyle khá là không có được đẹp cho lắm. Thì lúc này Tiên mới đưa cho Kyle một sản phẩm. Đó chính là Nivea Men. Thì Kyle lúc đầu, Kyle tính con trai á mọi người biết mà, kiểu không bao giờ xài skincare. Kyle không cái bao giờ. Mẹ mua cho bé lâu lắm rồi. Cái này là Deep Rapid Acne Oil Clear mọi người. Yeah. Dành cho mấy bạn nam mà da bị mụn. Thì sự là Kyle không biết luôn á. Kiểu Tiên đưa gì thì Kyle xài thôi. Nghe lời. Lúc đầu thì Kyle cũng, Tiên có giải thích một đống luôn mà Kyle cũng chả hiểu thì Kyle cứ dùng thử thôi. Nhưng mà thiệt sự sau một tuần dùng á thì Kyle thấy sự khác biệt hẳn luôn á mọi người. Thì mặt Kyle từ nhiều mụn thì nó giảm với một con số khá là đáng kể. Yeah. Kyle lúc đó rất là ngạc nhiên luôn á. Thì cái sản phẩm này á, để Tiên giải thích cho nha, tại vì Kyle thật sự là không có rành về sản phẩm bằng Tiên đâu. Thì trong sản phẩm này á, nó sẽ có chiết xuất từ muối Himalaya, đồng thời nó sẽ có 84 khoáng chất giúp cho nuôi dưỡng làn da nè, và giảm mụn, cũng như là nó có những cái hoạt chất để giúp cho da của các bạn nam giảm những cái độc tố từ bên trong da ra ngoài á, cho nên là rất là tốt cho những bạn nào lười như bạn trai tôi. Rồi thì mà nhưng mà cái này á là nam với nữ đều sử dụng được luôn á. Ủa? Bây giờ mới vô rửa đi. Mới rửa được mà. Lúc đầu mới tưởng có con trai thôi á. Không, được thì nam nữ vẫn sử dụng được mà. Ví dụ như cái này dành cho những cái bạn nào mà thích cái mùi hương hơi nam tính một chút xíu thì vẫn có thể sử dụng được.
Yeah, mọi người, nếu mà mọi người kiểu hay đi ra đường nhiều như cái ồ hoặc là mọi người thích ăn đồ nóng á, mấy bạn nam mà lười á, cái này là nó vừa dưỡng da mà nó vừa thì cái ồ khuyên các bạn nên dùng thử cái này để các bạn có thể được đi ra đường nhiều, ăn nhiều đồ nóng nhưng vẫn có làn da đẹp. Thì đây nó có những cái hạt nữa mọi người, cho nên là giúp tẩy tế bào chết nhẹ luôn nha. Thơm lắm luôn á, nhưng mà mùi đàn ông thiệt. Thơm mà cái đúng thích mùi này luôn á. Ok, vậy là Tiên sẽ làm những cái cách bước skincare còn lại và đi ngủ thôi mọi người. Hẹn gặp mọi người vào video vào sáng ngày mai nha. Bye bye. Về nhà rồi mọi người. Bây giờ thì Tiên sẽ remove makeup, vừa mới ăn xong rồi sẽ remove makeup và đắp mặt nạ và chill tốt ngày hôm nay. Tiên tính đi tập gym nhưng mà Tiên hơi bị lười xíu cho nên là hôm nay sẽ chill ở nhà thôi. Ok, thì Tiên vừa mới về nhà rồi và bây giờ Tiên sẽ đi ăn. Hôm nay Tiên mặc một cái đầm mới của Her Story mới collection, cho nên là mọi người muốn thì hãy lên page collect. Hãy lên page Her Story nha mọi người. Ok, cái đầm này Tiên rất là thích luôn á, tại vì cái form rất là đẹp. Và hôm nay Tiên sẽ đi ăn với người đàn ông. Wow! Dạ số. Đi đây. Ok, thì Tiên đã đến chỗ ăn rồi. Hôm nay chỗ mà Tiên ăn là Hokkaido. Một cái chỗ mà rất là hay đi ăn. Hôm nay chỉ có hai người thôi mà. Lâu lắm rồi mình hẹn gặp hai người. Hôm nay tụi mình có rất là nhiều công việc phải bàn cho tuần sau, tại vì tuần sau là một cái tuần rất là đặc biệt của Her Story, đó chính là tụi mình sẽ có được buổi pop up tại UDI, địa chỉ số mấy ta, 15 Nguyễn Trãi. Thì tụi mình sẽ có một pop up ở đó, Black Friday kéo dài từ ngày 25 đến ngày 30, cho nên là mọi người mà muốn mua sắm với những cái giá cực kỳ ưu đãi thì mọi người hãy đến store vào tuần sau thì có rất là nhiều ưu đãi. 15 Nguyễn Trãi. 15 Nguyễn Trãi. Đúng rồi, ngay vòng xoay Phú Động. Xoay Phú Động. Cảm ơn mọi người, Tiên đã tới cái cà phê mẹ ông 7 rồi, gọi là Luzin. Thì thường hôm nay có một người bạn của Tiên nữa mọi người, chưa bao giờ xuất hiện trên channel của Tiên luôn. Hai mọi người. Shane, Khánh Văn Trần, Khánh Văn Trần đó mọi người. Ngại ông Tiên đó, mình là cô quen xuất hiện. Ngại quá trời luôn. Rồi và hôm nay Tiên có một lịch chụp hình tại M Gallery, ở một cái khách sạn rất là đẹp ở
Sài Gòn và tối nay Tiên sẽ ngủ ở đó luôn. Cho nên là bây giờ Tiên sẽ nhanh đi thôi, chưa có make up gì hết, đến nó sẽ make up sau. Và ok. Ok mọi người, thì Tiên đã đến khách sạn rồi. Và mấy khách sạn Tiên ở là M Gallery. Thì hôm nay Tiên có một buổi chụp hình nhỏ nhỏ của hơn... Bye. Thì hôm nay Tiên có một buổi chụp hình nhỏ nhỏ của hơn. Và đây là view của ngày hôm nay. Đây là nhà văn hóa thanh niên nè mọi người. Đó. Xong qua tới đây thì sẽ có rất là nhiều đồ. Wow. Hôm nay Tiên sẽ chụp cho Fragile Spine. Chị chủ vừa đi vô rồi, bye bye chị chủ. Thì her story đúng không? Và her story nữa nha mọi người nha. Oh hello. Someone's here. Hôm nay thì Tiên sẽ chụp hình cho Fragile Spine cùng với Nguyệt. Và lát nữa thì sẽ chụp cho her story cũng như là quay phim với lại Kyle. Thì bây giờ thì đồ đang ready rồi, tụi mình sẽ chuẩn bị chụp thôi. Tiên vừa mới chụp xong cho Fragile Spine thì mọi người đã thấy. Thì bây giờ thì chắc sẽ đi chụp set nữa cho her story. Thì chắc là Tiên sẽ kết thúc cái vlog tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cái video này. Và một cái vlog đi làm của Tiên. Và các bạn nhớ follow Tiên ở trên Instagram cũng như là các social media của Tiên nha. Tiên sẽ link mọi thứ ở đây. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.